Thúy Ngân mắt sáng rực khi nhìn Trương Thế Vinh bị Tin qua đường bắt gặp. Ngọt ngào thế ai mà chịu nổi đây? Trương Thế Vinh và Thúy Ngân là một trong những cặp đôi được dân tình đẩy thuyền nhiệt tình. Mặc dù chưa lên tiếng xác nhận về mối quan hệ đặc biệt này, nhưng cả hai không ít lần bị thám tử mạng soi loạt hình hẹn hò chất lượng. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cặp đôi tương tác vô cùng ngọt ngào. Trong một sự kiện cả hai cùng góp mặt, Thúy Ngân có mặt và ngồi vào vị trí trước. Trương Thế Vinh đến sau và được ekip hướng dẫn chỗ ngồi. Đáng chú ý, chính là cameraman bắt được ánh mắt từ trạng thái bình thường chuyển sang rạng rỡ của Thúy Ngân khi nhìn thấy Trương Thế Vinh. Sau đó cả hai ngồi gần nhau và ghé sát tay nhau để trò chuyện. Loạt cử chỉ thân thiết của cặp đôi khiến netizen không khỏi dần dần. Bên dưới đoạn clip, nhiều người nhận xét cả hai trông rất đẹp đôi và không quên đẩy thuyền lia lịa. Thúy Ngân muốn lấy chồng khi quay cảnh mặc áo cưới. Thúy Ngân làm cô dâu xinh đẹp rạng rỡ trong hậu trường Cây Táo Nở Hoa. Bộ phim Cây Táo Nở Hoa vừa tung ra những hình ảnh hậu trường mới nhất, trong đó cô dâu Châu Thúy Ngân thu hút mọi sự chú ý vì nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo trong bộ váy cưới lộng lẫy. Khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy trong các tập phim vừa qua, Châu Thúy Ngân của Cây Táo Nở Hoa đẹp đến nao lòng trong bộ váy cưới tinh khôi. Ngoài ảnh hậu trường của các cảnh trong phim, nhà sản xuất có tung cả ảnh hậu trường giấu mặt chú rể để fan đứng ngồi không yên. Nụ cười e ấp của cô dâu Thúy Ngân khi nắm tay chú rể khiến ai nấy phải xao xuyến. Chưa biết chú rể là ai, nhưng các khán giả đều cũng mong đợi trong những tập phim sắp tới, hạnh phúc sẽ nở hoa với cô em gái thông minh, hiểu chuyện nhất nhà Ngọc và các fan của Thúy Ngân sẽ được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Châu. Trong hậu trường cảnh quay buổi thử áo cưới của Châu, Thúy Ngân chia sẻ, nói ra hơi ngượng, mặc dù chỉ là cảnh quay trong phim thôi, nhưng Ngân lại có cảm giác hồi hộp khi được mặc bộ áo cưới đẹp thế này. Ngân liên tưởng đến ngày cưới của mình, hôm đó không biết mình sẽ mặc kiểu váy cưới nào, có xinh không? Đây không phải là lần đầu tiên Ngân diễn vai cô dâu, nhưng không hiểu sao hôm nay mặc chiếc váy cưới lộng lẫy này, mình cảm thấy mình rất nhỏ bé và nghĩ đến chuyện lấy chồng. Đông đảo dự đoán, Châu sẽ kết hôn với Phong, cho thấy cặp Châu Phong đang được khán giả vô cùng yêu mến. Trong tập phát sóng tuần vừa qua, Châu đã được Phong trao nhận cầu hôn trong lúc cô đang trầy trật, mệt mỏi đến mức nghỉ việc để chạy trốn thị phi sau một cuộc tình sai trái. Trong quá khứ, Châu Phong đã từng là một chuyện tình đẹp, nhưng đến sát ngày cưới thì bị hủy hôn vì Phong chọn nghề bác sĩ mà bỏ rơi Châu để đi du học. Những tổn thương do Phong gây ra đã gián tiếp đẩy Châu đến với một mối tình sai trái khác, gây ra biết bao đau thương sóng gió. Sau tất cả, Phong vẫn còn yêu Châu và muốn cưới cô làm vợ, che chở bù đắp cho Châu với lời cầu hôn có 102. Em chỉ cần dựa vào anh, em lợi dụng anh cũng được, em cũng không cần phải yêu thương anh, không phải tin cậy anh, cũng không cần phải tha thứ cho anh. Em cũng không cần phải quên những kỷ niệm với người cũ, anh yêu cả những kỷ niệm của em.